cảm ơn cô mẹ anh. Mấy con cá mà mình cho ăn nó còn sống không ạ? Mấy con cá đó anh cho ăn nó còn sống không? Chết rồi. Chết rồi được một tối. Một ngày chơi mấy lần? Sao anh kìa? Đây cả tình Nguyễn nè. Với cả bố mẹ. Kiểu thúc nha. Đúng rồi, chị thấy